Chào các bạn, mình là Sơn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng command line ở trong hệ điều hành Windows. Và tại sao chúng ta phải sử dụng cái command line này? Như các bạn đã biết thì một cái hệ điều hành ấy, các bạn sử dụng bình thường là các bạn sử dụng trên cái giao diện đồ họa chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái loại giao diện nữa là giao diện dòng lệnh. Và tại sao chúng ta phải sử dụng giao diện dòng lệnh? Ví dụ như là một cái máy chủ chẳng hạn, nó chỉ để phục vụ việc xử lý thôi. Nếu mà chúng ta cài thêm cái giao diện đồ họa lên, nó sẽ rất là tốn tài nguyên, thừa thãi tài nguyên, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái giao diện dòng lệnh. Đó là một lý do. Lý do thứ hai đó là các bạn sử dụng cái giao diện đồ họa này đến một thời điểm nào đó ấy, thì nó sẽ chậm hơn nhiều so với sử dụng giao diện dòng lệnh. Đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba đó là các bạn nhìn sử dụng giao diện dòng lệnh nó chuyên nghiệp hơn, ok, là pro hơn. Đó, đấy là cái lý do thứ ba. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái lý do nữa mà chúng ta sử dụng cái giao diện dòng lệnh. Và hôm nay thì mình xin hướng dẫn cho các bạn một số những cái thao tác cơ bản để các bạn làm quen với giao diện dòng lệnh. Đầu tiên ở trên Windows thì các bạn có thể ấn phím Windows này, có chữ CMD, CMD đấy, đó. Hoặc là có run này, có CMD này, Enter nó cũng ra. Một cách khác là ấn Windows thôi, có CMD, Enter ra, đúng không? Ấn Windows gõ CMD rồi Enter. Đó, đây là cửa sổ của giao diện dòng lệnh. Các bạn có thể tùy chỉnh một số thứ linh tinh liên quan đến phông chữ ở trong phần property. Đó là các bạn có thể chỉnh kích thước này, mình chỉnh kích thước nhỏ này, lớn này, phông chữ này, cỡ chữ ở trong đây này. Đó, đây là kiểu phông này. Đó, màu này có trong suốt hay không, các kiểu. Rất là nhiều thứ các bạn có thể chỉnh được. Ok, thì cái màn hình đặc trưng của nó là màu đen xì như thế này. Và bây giờ để sử dụng nó thì đầu tiên mình muốn hướng dẫn cho bạn một cái câu lệnh. Ok, thì đầu tiên mình đã hướng dẫn cho các bạn là cái đường dẫn này nghĩa là gì, mà vừa hiện ra nó đã có cái đường dẫn C này, hai chấm sọc chéo user, sọc chéo Sơn Nguyễn là tên máy của mình, là mình đặt tên như vậy thôi. Ok, thì các bạn thấy là cái đường dẫn này nó chính là cái thư mục này, GPC vào xe này, vào user, sau đó vào Sơn Nguyễn. Đó, những cái gì ở trong cái thư mục này đây, trong cái đường dẫn này, ổ xe này, user, Sơn Nguyễn, thì là hiện tại nó khởi động lên, nó ở trong đây luôn. Thế và bây giờ các bạn muốn, mình muốn giới thiệu cho các bạn một câu lệnh để nhảy đến một cái thư mục bất kỳ ở trong đây, để di chuyển đến một cái thư mục bất kỳ thì các bạn dùng câu lệnh cd. Tại sao nó lại là CD? CD có nghĩa là Change Directory, đúng không? Thì bây giờ có nghĩa là di chuyển đến một cái thư mục nào đó thì các bạn dùng câu lệnh CD nhé. Ở đây, trong cái thư mục Sơn Nguyễn của mình có cái thư mục là Desktop. Mình sẽ di chuyển đến thư mục Desktop bằng CD Desktop. Ok, như vậy là nó đã di chuyển đến, thay cái đường dẫn của chúng ta đến thư mục Desktop. Và bây giờ để compact lại thì chúng ta sẽ trở lại ấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đơn giản là các bạn CD sọc sọc. Đó. Các bạn chỉ cần CD này, sọc sọc này cũng được. Được chưa? Không cần, đây mình quen tay thôi, võ vào cũng không sao. Thế bây giờ mình lại di chuyển đến Sơn Nguyễn nhá. Sơn Nguyễn, ok. Sau đó mình lại di chuyển đến Desktop. Ok, không vấn đề gì đúng không? Comeback lại thì sao? Comeback lại CC chấm. Được chưa, trở về Sơn Nguyễn rồi. Thế nhưng mà các bạn lại nảy sinh ra một vấn đề là nếu mà mình không nhớ là trong cái thư mục Sơn Nguyễn này có những cái thư mục nào hay là viết thế nào cho nó nhanh, viết desktop như này thì dùng cái nó rất là chậm bởi vì nó mất thời gian, đúng không? Thì mình có một cái gợi ý cho các bạn, đó là các bạn có thể sử dụng phím tab để có thể tự động hoàn thành tự động. Ví dụ như mình muốn CD đến desktop, mình viết chữ D thôi, chữ E hả, ấn tab, nhớ các bạn ấn phím tab enter, được chưa? Rất là nhanh, đúng không? Ok, thế thì trong thư mục desktop của mình, ví dụ trong thư mục desktop này, mình có rất là nhiều thư mục và file. Thế mà bây giờ mình muốn di chuyển đến cái thư mục đó là tkweb này thì sao? Cho mình lại cd tkweb. Ok, mình đã nhảy đến thư mục tkweb. Và bây giờ mình muốn trở lại cái thư mục, các bạn trở lại một lần là thư mục desktop là hai dấu chấm, đúng không? Thế bây giờ các bạn muốn trở lại cái thư mục Sơn Nguyễn thì các bạn làm như thế nào? Đơn giản là các bạn cc hai chấm sọc chấm chấm. Đó,
trở về từ mục sư Nguyễn đúng không? Tại sao lại vậy? Bởi vì là cái dấu chấm chấm này sọc này có nghĩa là đây là cái thư mục hiện tại, chấm chấm có nghĩa là thư mục cha của thư mục hiện tại đúng không? Đó, ok, một chấm là thư mục hiện tại, chờ hai chấm là thư mục cha của nó. Thế thì thư mục ông nội thì sao? Thư mục ông nội thì thêm cái sọc sọc chấm chấm này nữa là xong đúng không? Đó, nhưng mà ở đây nó lại sinh ra một vấn đề. Đây là lại sinh vấn đề mình chưa có câu lệnh CD đúng không? CD này chấm chấm sọc chấm chấm Enter. Đó, đã về thư mục C rồi đúng không? Thì đấy là một cách mà di chuyển giữa các thư mục mà trong video này mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn nhớ là dùng phím Tab. Ví dụ mình sẽ CD đến User. Sau đó mình CD đến Sơn Nguyễn. Rồi ở trong thư mục Sơn Nguyễn thì mình dùng câu lệnh CD để nhảy đến một cái thư mục nào đó có cái chữ D. Bắt đầu tên thư mục bằng D, mình ấn Tab một lần nó ra Desktop, Tab lần hai nó ra Document, Tab lần thứ ba nó ra Download. Chưa? Đó, mình có ba thư mục chữ D ở đây thôi đúng không? Các bạn ấn phím Tab. Nó rất là đơn giản đúng không? Rồi, ok, mình CD đến Download. Và bây giờ mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn là mình viết quá nhiều rồi. Và bây giờ mình muốn xóa màn hình thì sao? Có một câu lệnh đó là CLS. Đó, các bạn có thể xóa được màn hình. Ok, ở video này thì mình hướng dẫn cho các bạn cơ bản nhập môn vậy thôi. Ở những video sau thì mình sẽ nói nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn.